dân chơi cá cảnh chuyên nghiệp mà không biết đến dòng cá vốn được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp trong giới cá cảnh này thì quả là một thiếu sót to lớn. Trước mắt các bạn là dòng cá ping pong vô cùng quý hiếm, nhìn độ đẹp thôi là cũng đủ biết giá tiền chỉ phù hợp với mấy bác chịu chơi con nhà khá giả. Kỹ thuật nuôi dưỡng dòng cá này là vô cùng khó khăn bởi tốc độ phát triển khá chậm và chúng cũng rất khó tính trong việc ăn uống cũng như môi trường sống. Một chú cá con nhỏ nhỏ xinh xinh chỉ bằng kích thước của một con nòng nọc thế này lại có giá bán dao động từ 750 đến 1 triệu đồng một con. Tính ra việc sở hữu một mẻ cá đơn đơn như vậy thì cũng giống tương tự như việc có cả hũ kim cương trong nhà. Vì sao dòng cá này lại đắt đỏ đến thế? Với chiếc bụng bự và dáng vẻ ngộ nghĩnh dễ thương của dòng cá này, nó được mệnh danh là biểu tượng của sự no ấm đủ đầy cho gia chủ, tùy theo mệnh mà người ta chọn cho mình một chú cá với màu sắc khác nhau. Hơn nữa, cá ping pong chỉ sinh sản một lần trong đời. Số lượng trứng dao động khoảng 100 đến 150 trứng nhưng khả năng phát triển thành con chỉ khoảng chưa đến 5 trứng. Trứng sau khi được tạo thành phải được nuôi dưỡng trong môi trường vô cùng khắc khe thì mới đảm bảo số lượng trứng nở thành con non tối đa. Toàn bộ quá trình thụ tinh cho đến khi trứng nở phải mất đến hơn 1 tháng được người chăn nuôi trông nom trông ngóng đến mất ăn mất ngủ thì mới có được những chú cá con quý giá. Đây cũng được coi là giai đoạn vất vả nhất của những tỷ phú nuôi cá ping pong quy mô lớn. Vừa phải nắm được đặc tính sống, vừa phải hiểu rõ kỹ thuật nuôi thì mới có thể tồn tại bền vững trong ngành. Còn đối với những tay chuyên săn lùng loài cá này, để làm thú vui tao nhã trong nhà thì những em cá trưởng thành này chính là mục tiêu. Tùy thuộc vào màu sắc, hình dáng và độ bắt mắt của cá mà mức giá sẽ khác nhau. Tuy nhiên, độ phình to của bụng là yếu tố chính quyết định chi phí. Thông thường giá bán dao động từ 1 triệu 500 đến 3 triệu đồng một em. Một mức giá đủ cho một người có thể sống lay lắt một tháng trong mùa dịch Covid như bây giờ. Với những người dày dặn kinh nghiệm, người ta sẽ chú trọng cho cá ping pong ăn các loại thực phẩm có nhiều albumin. Tới giai đoạn cá mọc vảy trên trâu thì có thể điều chỉnh liều lượng, bổ sung thêm canxi để kích thích vảy cá lên màu đẹp hơn. Có hai cái cục phúng phính trên đầu chú cá này thì bạn sẽ biết rằng nó đang đến thời kỳ sinh sản, trông cũng không khác gì chiếc bụng bầu của các mẹ sắp sinh nhỉ. Nụ hôn vô cùng lãng mạn này đã phần nào chứng minh được độ đáng yêu của những con cá ping pong, một vẻ đẹp không thể kìm lòng đến nỗi cậu bé đã cướp mất nụ hôn đầu đời của chúng. Với độ quý giá của loài cá này thì các tay chơi cá cảnh phải ráo riết săn lùng và đặt cọc trước vài tháng trời thì mới mong rước được em nó về dinh. Thỉnh thoảng gả vài trăm em đi như thế này thì cũng đủ cho cả gia đình ba thế hệ sống no ấm cả năm trời. Nhìn những con cá rực rỡ sắc màu như thế này có đủ để làm mấy anh sao xuyên chưa? Xinh tươi mơn mởn còn hơn cả gái 18 nữa chứ đùa. Đôi khi chỉ cần nhìn nó bơi trong bể cũng phần nào giúp chủ nhân xua tan mệt mỏi cũng như những căng thẳng trong cuộc sống. Nếu có kỹ thuật chăm sóc tốt thì tuổi thọ của cá ping pong có thể lên đến 15 năm, tính ra thì lại quá hời cho một bé thú cưng siêu đỉnh siêu sang chảnh. Còn những bác nào muốn khởi nghiệp kiếm tiền tỷ thì đầu tư hẳn một trang trại nuôi cá xịn sò, vừa thỏa đam mê vừa làm giàu nữa thì còn gì bằng. Xòe tay bắt cá mà cứ ngỡ đang cầm sấp đô la trên tay là đây chứ đâu. Nhiều như thế này thì chỉ có đong đếm bằng kim cương của cô Hằng mới đủ thôi. Bác nào cùng chung đam mê mãnh liệt với những em cá ping pong vô cùng hát hít này thì về với đội của Át ngay thôi.